xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Hôm nay là một ngày đầu tuần đẹp trời, shop đang review trực tiếp một siêu phẩm đua. Đây, Fitter R5. Màu này là màu đỏ đen với cấu hình là full carbon toàn bộ. Bộ chuyển động full carbon có nghĩa là khung này, càng này, cọc yên này, tay lái và vành đều bằng carbon. Đây, đầu carbon cá mập lúc liền phối. Bộ chuyển động cao cấp là công nghệ mới nhất bây giờ là 12 lít nhân với cả 2 đĩa. Bây giờ shop sẽ cắt ra để lắp dựng cho anh Lợi đúng không ạ? Vâng. Anh Lợi ở Mê Linh. Vâng. Đã đến với shop để tìm hiểu và tậu cho mình một em này. Anh đã tìm hiểu rất kỹ. Vâng, xin anh đôi lời cảm nhận về cái xe mà đã chọn tại shop ạ. Vâng, hôm nay tôi đến shop xe đạp thể thao vip.com tìm được xe đến giờ phút này và đi vào chốt và tư vấn theo tôi. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh đã tin yêu và ủng hộ shop ạ. Vâng, đây là bạn kỹ thuật, bạn đang tiến hành cắt để ráp dựng chiếc xe này. Cái xe này nhập nguyên chiếc từ nhà máy thì họ đã ráp sẵn hết rồi, phần sau là họ đã ráp sẵn hết rồi. Đấy, bạn nhìn chiếc khung xe màu đỏ đen rất là đẹp, và size này của anh là size 48. Mình chỉ có lắp mỗi bánh trước, cọc yên và tay lái là xong. Nếu mà shop bán online thì khách cũng tự nhận như này và tự ráp lên, rất là đơn giản nhanh chóng. Mà ở gần Hà Nội thì anh đã đến với shop để được ráp dựng, shop kỹ thuật sẽ ráp dựng xong là sẽ gửi cho anh một chiếc xe hoàn thiện. Vâng, đấy thì trải nghiệm luôn, mời anh tham quan. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây là anh Lợi ở Mê Linh, Hà Nội. Anh đã tìm hiểu trên mạng và quyết định chọn một siêu phẩm đua Twitter R5 RS24 sử dụng công nghệ mới nhất. Đó là xe nắp 2 đĩa và 12 líp, líp thả 12 tầng, tức là xe này có 24 tốc độ. Từ Mê Linh, anh đã bắt xe buýt từ lúc 7 giờ sáng đến với shop xe đạp thể thao vip.com. Khi được tận mắt đập thùng, chứng kiến quá trình nắp dựng cân chỉnh xe yêu của mình, anh rất vui, anh chia sẻ: "Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe đạp đua Twitter R5 RS24 này." Vâng, Twitter R5 với cấu hình full carbon đầu cá mập và sử dụng bộ chuyển động 24 tốc độ. Xe rất đẹp và có mức giá rất hợp lý. Cảm ơn anh Lợi cũng như rất nhiều khách hàng đã đến với shop xe đạp thể thao vip.com mua được chiếc xe đạp như ý và hài lòng. Bạn đang cần tìm hiểu thông tin cần mua xe đạp thể thao hay đến với shop xe đạp thể thao vip.com, chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý và hài lòng nhất. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, shop vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.